Ngày nay, để sở hữu một làn da trắng mịn, hồng hào, nhiều người đã chọn giải pháp sử dụng mỹ phẩm từ thiên nhiên. Trong đó, bộ dưỡng trắng da Neurora được đánh giá là một trong những sản phẩm nổi trội với công thức Nhật Bản đang được nhiều chị em tin chọn. Sau 2 tháng sử dụng bộ dưỡng trắng da của Neurora thì da của mình đã trắng sáng hơn, đều màu hơn. Đặc biệt thì khi mình sử dụng cái sản phẩm này thì thấm rất là nhanh, không có gây bết rít trên da và không có dính trên quần áo. Và cái sản phẩm này là kháng nước cực tốt. Hiện tại thì mình rất là tự tin với cái làn da trắng sáng mịn màng này. Mình có thể diện những bộ trang phục ngắn tay đi ra ngoài mà không phải e ngại như trước đây nữa. Tâm huyết của chúng tôi là đưa đến tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng, an toàn và hiệu quả. Vì vậy, hướng đến giá trị làm đẹp từ thiên nhiên, chúng tôi dựa theo bí quyết làm đẹp của người Nhật để cho ra đời bộ sản phẩm Neurora Herbal. Với công thức vượt trội, lành tính, an toàn và hiệu quả cao, bộ sản phẩm dưỡng trắng Neurora Herbal sẽ mang đến cho chị em một làn da trắng hồng, mịn màng, sẽ giúp chị em tự tin hơn trong cuộc sống cũng như công việc. Bộ dưỡng trắng Neurora được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như trà xanh, sữa gạo, hoa hồng và vitamin C từ 9 loại trái cây tự nhiên. Trong đó, sữa tắm trắng thảo dược Neurora với độ pH 5.3 giúp cân bằng độ ẩm, làm sạch sâu và loại bỏ bã nhờn trên da, rất tốt trong điều trị mụn lưng, viêm da, phục hồi da sáng khỏe tự nhiên, tăng cường độ ẩm, dưỡng da mềm mịn. Kem dưỡng trắng Neurora Body với công nghệ thủy phân siêu vi nano giúp bảo vệ da, chống nắng và giữ ẩm cho làn da luôn căng mịn. Đặc biệt, Neurora cam kết không sử dụng chất tạo màu, không hương nhân tạo, không paraben, không chất tẩy kiềm nên rất an toàn cho làn da. Hướng tới những giá trị tốt đẹp cho chị em phụ nữ, Neurora đã và đang phấn đấu để trở thành thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên được yêu thích tại Việt Nam.